Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến với chứng khoán Hệ Phạm Stock. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong một bản tin nhận định thị trường tuần mới của em. Chắc hẳn anh chị em nhà đầu tư đang trải qua rất nhiều cảm xúc trước khi bắt đầu tuần giao dịch mới. Nhiều anh chị em sẽ cảm thấy lo lắng, sợ hãi về thị trường hiện tại bởi vì thị trường nó giảm giá nhiều quá, tài khoản của anh chị bị âm sâu quá, không biết sắp tuần tới những cái mã cổ phiếu đó nó có nhịp phục hồi để anh chị có thể cơ cấu hay không. Nhiều anh chị em khác thì may mắn hơn, chúng ta mua được những cái mã cổ phiếu tốt và nó tăng giá rất là mạnh trong năm vừa qua, và anh chị đang đặt câu hỏi liệu có nên bán cổ phiếu đó ra hay không để chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận, hay là chúng ta tiếp tục nắm giữ để nó tiếp tục sinh lợi trong thời gian tới. Nhưng anh chị em thì cầm tiền lâu rồi, chúng ta cũng không biết sang tuần tới là thời điểm an toàn để giải ngân hay chưa, giải ngân thì giải ngân bao nhiêu phần trăm và giải ngân ở nhóm ngành nào. Thì trong video hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào để giải quyết những cái câu hỏi đó. Đầu tiên em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào để nhìn lại tuần giao dịch vừa rồi và đưa ra nhận định xu hướng trong tuần giao dịch tiếp theo. Trên cơ sở nhận định xu hướng đó thì em và anh chị sẽ cùng nhau đưa ra những cái hành động chúng ta cần làm. Sau đó em xin được chia sẻ với anh chị một kiến thức rất là quan trọng liên quan đến việc cơ cấu và chuyển đổi danh mục cổ phiếu của anh chị trong thời hiện tại ra sao. Bởi vì trong thời hiện tại có rất nhiều anh chị đang bị thua lỗ và chúng ta đang không biết cách chuyển đổi và cơ cấu danh mục sang những cái mã cổ phiếu mạnh. Và cuối cùng em và anh chị cùng nhau đi vào để nhìn lại các cái trạng thái của các nhóm ngành cổ phiếu trong tuần vừa rồi đã vận động ra sao và để đánh giá xu hướng của những cái nhóm đó trong thời gian tới. Và em cũng sẽ đưa ra những cái mã cổ phiếu tiềm năng trong các cái nhóm ngành đang vận động tốt để chúng ta có thể quan sát. Nếu như nó đi vào những cái bảng chúng ta đưa ra thì anh chị em chúng ta có thể lên tàu. Sau đây em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào để nhìn lại tuần giao dịch vừa rồi của thị trường của chúng ta trên góc nhìn biểu đồ kỹ thuật của chỉ số thị trường chung VN-Index. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lên biểu đồ tuần của chỉ số thị trường chung VN-Index. Thì sau cái tuần trước thị trường của chúng ta đã đóng phiên ở cái trạng thái kề doji với cái biên độ nến có sự dao động mạnh hơn tuần trước đó và có sự gia tăng về thanh khoản, thì em đã đánh giá là rất có thể thị trường chúng ta nó sẽ có nhịp điều chỉnh. Và đúng như vậy, tuần vừa rồi thị trường của chúng ta là một tuần với cái sự điều chỉnh rất là mạnh khi thị trường của chúng ta giảm 66,78 điểm, tương ứng giảm 5,2% và đóng cái tuần vừa rồi ở cái mốc 1.217 điểm với cái sự gia tăng về thanh khoản. Thì cái sự gia tăng về thanh khoản này nó cho chúng ta thấy cái điều gì? Đầu tiên, nó sẽ cho thấy là thị trường của chúng ta vẫn còn cái áp lực cung ở giá bên trên rất là nhiều, tức là cái thanh khoản vẫn còn đang rất là cao. Nhưng có một cái điều tốt về thị trường của chúng ta trong tuần vừa rồi, đó là thị trường của chúng ta đã có những cái nhịp bán xuống rất là sâu, đã có cái thời điểm sâu nhất là ở vùng giá 1.191 điểm, tức là thủng cái ngưỡng hỗ trợ tâm lý khá là cứng của thị trường chúng ta ở mức 1.200 điểm, nhưng sau đó đã có nhịp giữ chân lên. Thì cho thấy là cái lực cầu bắt ở giá bên dưới này khá là cao. Và anh chị có thể thấy là hình thái cây nến trong tuần vừa rồi, đó là một cây nến rút chân bằng một nửa của cái cây nến giảm. Thì chứng tỏ là cái lực cầu cũng khá là tốt. Thì trong tuần tiếp theo, rất có thể thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp hồi phục đi lên. Vậy thì đi lên vùng giá bao nhiêu? Thì lát nữa em và anh chị sẽ cùng nhau phân tích chi tiết trên biểu đồ ngày. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên biểu đồ ngày để chúng ta nhìn kỹ hơn về cái tuần giao dịch vừa rồi anh chị nhé. Thì tuần giao dịch vừa rồi là thị trường của chúng ta nó đã trải qua một cái tuần biến động khá là mạnh khi thị trường của chúng ta nó có hai cái phiên giảm giá khá là mạnh, nó rơi vào ngày 13 tháng 6 và ngày 17 tháng 6 đến từ cái thông tin tiêu cực từ thị trường chứng khoán của thế giới, đặc biệt là thị trường của chứng khoán Mỹ khi nó đã có những cái phiên phá đáy và đi xuống để dò những cái đáy mới, thì thị trường của chúng ta nó đã có những cái phiên giảm giá rất là mạnh theo, đặc biệt là cái phiên giảm giá ngày 13 tháng 6 khi thị trường nó mất 57 điểm anh chị ạ, tương với 4,44% trong một cái phiên ngày hôm đó. Tuy nhiên thì thị trường của chúng ta trong tuần giao dịch vừa rồi rất là tích cực cái phiên thứ 6 vừa rồi đấy. Thì em và anh chị đã đánh giá trong cái video trước rồi là một cái phiên rút chân khá là tốt với thanh khoản lớn, cho thấy cái lực cầu vào thị trường chúng ta rất là tốt đúng không anh chị? Mặc dù anh chị có thể thấy là mặc dù thị trường của chúng ta trong tuần vừa rồi ấy, nó giảm giá rất là ít thôi. Đấy chị thấy không? Nó giảm giá rất là ít, một vùng giá đây. Đấy, một vùng từ trên xuống, nhưng em thấy rất nhiều các cái tài khoản của anh chị em nhà đầu tư chúng ta đã bị âm rất là sâu, âm 50-60%, rất là nhiều. Và có những cái trường hợp nhẹ nhàng hơn chúng ta âm 30-40%. Mà nó trong cái đoạn trước đây ở đây, một giai đoạn giảm rất mạnh đây, thị trường của chúng ta các cái mã anh chị nắm nó mới chỉ âm đến tầm ấy, nhưng thị trường của chúng ta trong hiện tại nó chỉ rơi một đoạn rất là nhỏ thôi. Nhưng những cái tài khoản của anh chị đã bị âm rất là sâu, nó thể hiện điều gì ạ? Nó thể hiện một cái sự phân hóa rất là mạnh trong thị trường của chúng ta. Nghĩa là trong hiện tại anh chị chỉ cần chọn sai nhóm ngành, chọn sai cổ phiếu thôi là anh chị sẽ bị thua lỗ rất là lớn. Thì điều đó thể hiện trong tuần giao dịch vừa rồi khi những cái mã cổ phiếu đã giảm rất là mạnh trong tuần trước đó, chẳng hạn như nhóm banh, nhóm trứng, nhóm thép hay nhóm bất động sản tiếp tục thủng đáy và đi dò đáy mới, nhưng những cái mã cổ phiếu rất là tốt ở kênh trên, chẳng hạn như nhóm ngành cổ phiếu của điện, nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí,
nhóm ngành cổ phiếu của bán lẻ đấy thì nó tiếp tục tiến đến những cái vùng giá cao mới, hay là nó có những cái nhịp bật tăng rất là tích cực và mang lại lợi nhuận cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta rất là cao, đúng không chị? Nó thể hiện một cái sự phân hóa quá lớn trong hiện tại. Đấy, vậy thì trong tuần tiếp theo, những cái nhóm ngành đang giảm mạnh trong tuần trước đó, trong tuần trước sẽ đi theo kịch bản nào, và những cái cổ phiếu đang tăng mạnh đấy, vẫn đang rất là đang rất là tốt trong tuần vừa rồi thì nó sẽ đi theo hướng nào, thì lát nữa em và anh chị sẽ đi vào để phân tích chi tiết cái trạng thái và đưa ra những cái kịch bản anh chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào để nhận định cái xu hướng của thị trường chúng ta trong tuần giao dịch mới. Đó, trong tuần giao dịch mới thì để nói về một từ, để nói về tuần giao dịch tiếp theo thì em đánh giá là tuần giao dịch tiếp theo thị trường chúng ta sẽ là một tuần của sự phục hồi gì nhá. Nó sẽ là một tuần của sự phục hồi, sẽ là sự phục hồi của những cái nhóm ngành đã giảm mạnh trước đó. Đấy, và thị trường sẽ có sự phục hồi, và thị trường có sự phục hồi thì các cái nhóm ngành đang tốt sẽ tiếp tục tốt nhá. Đấy thì em đánh giá tuần tiếp theo sẽ là tuần phục hồi. Tại vì sao em lại đánh giá tuần tiếp theo sẽ là tuần phục hồi của thị trường chúng ta? Nó sẽ đến từ một số yếu tố như sau. Đầu tiên, anh chị có thể nhìn lại cái trạng thái của các cổ phiếu trong những cái nhóm ngành giảm mạnh, chẳng hạn nhóm ngành banh, nhóm ngành thép đều đã rơi vào cái vùng quá bán. Đều đã rơi vào vùng quá bán và nó đã rơi ra ngoài cái dải Bollinger, thì hai yếu tố đó nó sẽ phục vụ cho yếu tố là sẽ có nhịp hồi. Bởi vì khi cổ phiếu rơi vào vùng quá bán thì nó sẽ có những cái động thái là nó sẽ quay trở lại cái vùng trung tính, kéo lên vùng giá bên trên, hoặc là cái đã rơi ra khỏi cái đường Bollinger thì nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ quay lại chui vào trong cái đường Bollinger chị ạ, à dải Bollinger chị nhá. Đấy thì chúng ta có thể nhìn lên, để em sẽ lấy ví dụ chẳng hạn như con SLI. Đấy, quá bán anh chị, nếu như anh chị muốn xem thì anh chị hãy bật pha lên, anh chị có thể tìm vào chỗ các chỉ báo này, anh chị hãy đánh chữ RSI ra thì nó sẽ là cái chỉ số về sức mạnh giá tương đối, thì nó sẽ có vùng có bán có mua. Và anh chị nếu như chúng ta muốn xem cái giải Bollinger thì anh chị có thể đánh chữ Bollinger vào đây. Đấy, anh chị sẽ đánh chữ BOL này, nó sẽ ra Bollinger Band này. Đấy, Bollinger Band thì anh chị sẽ bấm vào thì nó sẽ ra. Đấy thì em đã có sẵn đây rồi. Đấy, chẳng hạn như cái này, anh chị có thể thấy là thứ nhất nó rơi vào vùng gì? Vùng quá bán. Thứ hai nó rơi ra giải Bollinger. Đấy, tiếp theo là em sẽ lấy con VND cho anh chị. Đấy, VND nó cũng rơi ra ngoài vùng quá bán cho anh chị. Đấy, đây, rơi ra vùng quá bán rồi nhá. Nó rơi cái vùng bên dưới này, nó không phải vùng vùng màu bên trên đấy, nó sẽ có cái biên này. Đấy thì nó rơi ra ngoài biên này sẽ là vùng quá bán, và giải Bollinger chị thấy không? Nó cũng rơi ra ngoài giải Bollinger rồi. Chị thấy cái đường mờ mờ không? Đấy, không mờ mờ nó rơi ra ngoài rồi. Đấy thì nó sẽ có thiên hướng quay lại. Hay là dòng banh đi. Dòng banh chúng ta có chẳng hạn như cổ phiếu VIB đi. Đấy, VIB chị thấy không? Đấy, nó cũng rơi ra ngoài này. Rơi ra chưa? Đấy, rơi ra ngoài rồi và nó cũng rơi vào cái vùng quá bán rồi. Đấy, trạng thái của rất nhiều cổ phiếu rồi, chẳng hạn kể con Nick đi. Con Nick anh chị có thể thấy đúng không? Nó cũng rơi ra ngoài rồi. Nó rơi ra ngoài vùng Bollinger và gì? Nó rơi vào cái vùng quá bán rồi. Thì rất có thể trong tuần tiếp theo, đó là những cái nhóm cổ phiếu có trọng số lớn, thì khi nó dừng cái đà rơi của nó thì nó sẽ giúp cho chỉ số thị trường chung của chúng ta sẽ cân bằng trở lại và có những nhịp phục hồi. Đấy là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai, chúng ta sẽ đến về yếu tố kỹ thuật của thị trường chúng ta. Khi mà thị trường của chúng ta đã có những cái phiên test liên tục về vùng giá 1.200 điểm nhưng nó chưa thủng được chị, và nó đã tạo thành cái mô hình hai đáy đây. Thông thường khi nó đã tạo thành mô hình hai đáy ở đây, đấy mô hình hai đáy đây, thấy không? Đấy, thị trường chúng ta này tạo hai đáy và gì, có sự phân kỳ và có sự gì đi lên chưa? Đấy, mặc dù cái đáy thấp hơn đúng không, đáy tuần vừa rồi nó đục thủng này, nhưng gì, chỉ số RSI thì nó lại có sự phân kỳ dương. Đấy, phân kỳ dương thì gì, thì rất có thể là tuần tới thị trường nó sẽ có nhịp phục hồi. Anh chị nhìn kỹ đây, chị sẽ thấy cái dâu lên thấp nhất này. Đấy, rồi thấp nhất chưa, nó thấp hơn chưa, thấp hơn chưa? Đấy, trong khi cái này thì nó đang cắm xuống này đúng không, trong khi cái này thì lại đang đi lên, thì nó đang xảy ra một cái sự phân kỳ dương ở đây. Thì rất có thể thị trường của chúng ta làm sao ạ? Rất có thể thị trường của chúng ta nó sẽ có nhịp phục hồi đi lên bên trên. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba tại sao lại đánh giá là sẽ có nhịp phục hồi? Bởi vì nó đến từ yếu tố thị trường chứng khoán của thế giới. Khi chị thấy là trong cuối tuần vừa rồi là các cái chỉ số từ thị trường chứng khoán của Mỹ hay là thế giới nó đều có những cái nhịp chững lại đà giảm của nó. Đấy, chị có thể nhìn thấy chỉ số Dow Jones. Đấy, chỉ số Dow Jones trong tuần vừa rồi đã hình thành một cây nến doji ở vùng giá bên dưới này. Đấy thì rất có thể là nó sẽ có những cái nhịp phục hồi đi lên vùng giá bên trên. Đấy, rất có thể là sẽ phục hồi đi lên vùng giá bên trên. Hay là các cái chỉ số như là New York này, New York Stock Exchange này. Đấy, hay là chỉ số rút này, rút sell của Nga đấy, đều như đã có cái sự gì chứng cái đà giảm của nó xuống. Thì em đánh giá là rất có thể những cái thông tin tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới nó sẽ phần nào nó sẽ giúp cho chỉ số thị trường của chúng ta sẽ có những nhịp phục hồi đi lên. Đó là ba cái gì, ba cái yếu tố mà em đánh giá, lý do vì sao em đánh giá tuần tới sẽ là tuần hồi phục của thị trường của chúng ta đó nha anh chị nhá. Và nó sẽ hồi phục theo kịch bản nào thì chúng ta sẽ nhìn biểu đồ. Đấy, thị trường của chúng ta trong trong tuần vừa rồi ấy, phiên thứ sáu vừa rồi
nó đã có một phiên giảm giá mở gap tại vùng giá khoảng vùng giá 1.233 223 điểm với chị nhá, thì rất có thể trong tuần tiếp theo thị trường nó sẽ lấy đà và nó đầu tiên nó sẽ lấp cái gap này, sau khi lấp xong nó sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh cao nhất giữa hai đáy, tức là cái vùng giá 1.240 điểm đây anh chị ạ. Đấy cũng là cái vùng giá gì, cái vùng giá trước đây là vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ thành vùng kháng cự này. Đấy thì rất có thể thị trường của chúng ta trước mắt nó sẽ quay lại vùng giá 1.240 điểm để nó kiểm định lại vùng giá này. Đấy, nếu như vùng nó kiểm định tốt, nó tạo ra một cái vùng nền giá đây, vùng nền giá đây, thì trong thời gian tới nó sẽ bật tăng lên và nó sẽ kiểm định lại cái vùng gap ở vùng giá bao nhiêu, 1.260 cho đến vùng 1.280 đây anh chị ạ. Đó, nó sẽ quay lên trên đây và nó sẽ kiểm định lại vùng gap này. Nếu như quá trình test gap, kiểm định gap thành công, nó tiếp tục nó kéo lên thì đó là một điều rất là tuyệt vời cho anh chị em đầu tư chúng ta. Tuy nhiên chúng ta chưa cần nhiều, nó chỉ cần hồi phục từ vùng giá đáy lên đến vùng giá 1.260 đến vùng 280, đó là một vùng rất là tuyệt vời để anh chị có thể kiếm được mức lợi nhuận rất là tốt từ vùng giá bên dưới này đi lên rồi. Bởi vì chúng ta chỉ đánh ngắn thôi chị ạ, chúng ta cứ giao dịch trong cái biên thôi. Nhưng nếu như nó test thành công nhá, nó đi lên thì rất có thể chúng ta sẽ bước vào một cái sóng mới, bởi vì thời điểm đó nó rất là phù hợp với những cái phiên bùng nổ theo đà phía sau. Nghĩa là có thể thị trường chúng ta nó mất 2 phiên nó đi lên vùng giá bên trên, nó tích lũy khoảng 2-3 phiên đấy, nó sẽ tạo ra một phiên gì nó giống đây đấy, nó mất khoảng 5 phiên với ở vùng bên trên này đấy, trước khi gì nó rơi vào cái phiên bùng nổ theo đà, có thể là phiên từ phiên thứ 7 đến phiên thứ 9 của thị trường chúng ta đấy, thì đó là điều tuyệt vời. Và thị trường của chúng ta biết đâu đó nó tích cực, nó bước vào một cái sóng mới thì sao đối chị đấy, thì anh chị hãy để tích cực đúng không chị. Đấy thì trước mắt tuần tới nó có thể hồi phục lên vùng giá, lấp cái vùng giá 1.223 điểm, sau đó sẽ quay về vùng 1.240 điểm để kiểm định lại cái vùng ngưỡng kháng cự. Ngưỡng kháng cự đó là cái vùng đỉnh cao nhất giữa hai đáy, cũng như là cái vùng hỗ trợ dưới đây anh chị có thể thấy này. Đấy, thị trường của chúng ta là vùng 1.240, nó đã mất rất nhiều thời gian để bật tăng qua. Đấy, nếu như thành công thì nó sẽ quay tiếp tục lên để kiểm định vùng 1.260 đến vùng 1.280. Còn như nó kiểm định thất bại thì nó sẽ quay lại test vùng 1.230. Nhưng trong thời gian này em tính rồi, nó sẽ đủ thời gian để anh chị có thể trade đinh tê cộng được. Đấy, còn nó đi lên thì chúng ta sẽ tính tiếp được cho anh chị. Đấy, kịch bản nó sẽ về kịch bản sẽ như thế. Tuy nhiên thì anh chị phải chú ý điều như sau ạ. Đó là cái góc nhìn trên kỹ thuật hoàn toàn là thuần kỹ thuật anh chị nhá. Nhưng anh chị phải hiểu là trong hiện tại nó đang chống thông tin. Chúng ta đang giao dịch với sự ảnh hưởng rất nhiều thông tin của thị trường chứng khoán thế giới. Nếu như chẳng may thằng Mỹ nó tiếp tục rơi thì rất có thể thị trường của chúng ta nó lại rơi tiếp xuống bên dưới để nó kiểm định tiếp. Đúng không chị? Chúng ta chưa chưa lường trước điều gì. Nên anh chị hãy nhớ cho em, chúng ta dù chúng ta biết là nó sẽ tích cực nhưng anh chị hãy chờ đợi hay gì? Hãy luôn đặt cái tâm thế của mình trong cái việc quản trị rủi ro chị nhá. Luôn sẵn sàng cầm dép cầm guốc là chạy thật nhanh được chưa chị? Nghĩa là mình phải chuẩn bị thật là những kịch bản xấu nhất. Chẳng may bây giờ nó tăng lên đấy. Đấy, nó gặp mai nó gặp ông Mỹ nó giảm đúng không? Giảm sâu đúng không? Chắc chắn là thị trường sẽ bị bán rồi. Thì anh chị phải đưa ra những kịch bản nếu như nó bị quay đầu như thế thì anh chị phải xử lý ra sao? Nghĩa là mình bao giờ cũng ở trong cái tính chất là mình phải phòng thủ với chị nhá. Tính chất là mình phải phòng thủ chứ mình không thể nào mà mình tự tin thái quá. Khi mình tự tin thái quá thì rất là rủi ro. Rất là rủi ro chị nhá. Đấy thì anh chị hãy chú ý cho em. Đấy là kịch bản trong tuần tới và anh chị vẫn phải phòng thủ cho tài khoản của mình. Đó là kịch bản trong tuần tới sẽ như thế. Và với kịch bản đã đưa ra như thế rồi, với những kịch bản đã đưa ra như thế rồi thì tuần tới chúng ta sẽ hành động ra sao? Thì trong tuần tới nhiều khả năng thị trường nó sẽ có một nhịp phục hồi tiếp tục đi lên. Thì thứ hai tuần tới anh chị vẫn có thể mở mua được. Vẫn có thể mở mua được nhưng mà anh chị chú ý cho em một cái điều như sau, anh chị không thể mở mua bừa bãi được. Anh chị hãy mua những cái cổ phiếu nó chưa có nhịp bật tăng trong đoạn vừa rồi, nó đảm bảo yếu tố nền giá, nó đã có những cái sự rũ bỏ, nó đã có những cái sự kết cung trở lại và chúng ta có thể tham gia được đối với những cổ phiếu đó, chứ chúng ta không phải tham gia bừa bãi. Chúng ta mua những cổ phiếu đã tăng mạnh rồi, chẳng hạn như là con Huy đi là không được mua chị nhá. Con Huy bởi vì nó đã tăng rất là mạnh rồi, nó đã qua cái thời điểm mua rồi, hay là con ARV trong nhóm ngành của thủy sản rồi. Đấy anh chị em nào mua được ở bên dưới thì chúng ta tiếp tục chúng ta chờ đợi để canh chốt thôi, còn chúng ta sẽ không mua mới chị nhá. Hay là con GEG đấy, nó tuần vừa rồi nó tăng rất là mạnh thì chúng ta sẽ không thể mua được anh chị ạ. Đấy nó không chúng ta sẽ không thể mua được con GEG nữa. Đấy nó qua điểm mua rồi, hay là con gì ạ? Con gas cũng thế, đấy nó đã qua hết điểm mua rồi thì chúng ta việc của chúng ta là hãy đứng quan sát đối với những cổ phiếu này, nó có ra tín hiệu chúng ta sẽ mua sau. Còn chúng ta hãy tìm những cái cổ phiếu chưa tăng giá, chẳng hạn như là những con cổ phiếu trong nhóm ngành bán lẻ này, nó chưa có sự tăng giá là PNG này. Đấy thì anh chị hãy đợi cho nó có quá trình tạo nền đây, nó đi thì chúng ta cũng có thể tham gia được chưa chị? Đấy, hay là con đạm Cà Mau này, đấy đạm Cà Mau này nếu như nó đi thì chúng ta cũng có thể tham gia được một cái phần tỷ trọng nào đó. Đấy đây là em ví dụ cho anh chị nha, nhưng mà chúng ta phải chọn thời điểm thích hợp này, nó phải có sự gì, nó phải có sự xác nhận của yếu tố dòng tiền các kiểu,
chúng ta mới được tham gia, chứ chúng ta không thể mua được, mua bừa bãi được. Tất nhiên là chúng ta có thể tham gia được rồi, nhưng mà anh chị phải đảm bảo yếu tố mua đúng cổ phiếu, mua đúng điểm nhé chị nhá, chứ chúng ta không thể mua bừa bãi được. Và trong hiện tại ấy, chúng ta vẫn áp dụng cái phương pháp giao dịch cho em là phương pháp đánh ngắn, bởi vì thị trường đang có dao động rất là lớn. Nếu như chúng ta trong hiện tại mà chúng ta cứ cầm, chúng ta hold thì nó sẽ không hiệu quả. Nghĩa là có thể là chúng ta đánh T1, T2, T3, nó mức sinh lợi của anh chị có thể lên đến 10%, 15%, nhưng anh chị chỉ cần để hai phiên thôi, thị trường nó chỉ cần điều chỉnh cái là anh chị lỗ ngược ngay, nó có thể hai cây sàn ngay nhé chị nhá. Đấy, em lấy ví dụ cho anh chị chẳng hạn như con gói gói đi. Đấy, thị trường chúng ta chỉ cần giảm hai phiên thôi, nó có hai cây giảm ngay. Và anh chị nếu mà mua được ở đây nhá, mà anh chị không bán luôn, anh chị cứ giữ luôn, hai chỉ cần hai cây thôi, là nhiều khi anh chị đã gì hốt hoảng, chị bán ra đúng cái thời điểm, ở thời điểm nó có sự phục hồi. Nên anh chị hãy chú ý cho em một điều là chúng ta làm gì, là anh chị em chúng ta chỉ đánh ngắn trong hiện tại thôi. Đấy, và giai đoạn tại nó còn một điều nữa là anh chị sẽ phải quan sát, vừa quan sát thị trường và anh chị vừa đánh. Nó không đơn giản như giai đoạn là bây giờ chúng ta cứ nhìn vào cổ phiếu nó chạy là chúng ta mua ở đâu. Chẳng hạn như phiên hôm trước nhá, em lấy ví dụ cho anh chị, VN-Index hôm đó nó giao dịch nó cứ loằng ngoằng mãi ở cái vùng giá 1200 này. Thực ra là con GG này và con TNG này là hai cái con thực ra là em báo ở cái vùng giá nó đỏ bên dưới này rồi cơ, vùng giá 29.85 ở bên dưới này này, em đã bảo mà khách hàng chú ý rồi, nhưng em không dám cho mua. Dám cho mua chị hiểu vì sao? Bởi vì nó đang ở vùng 1200 đó, nếu mà em cho khách hàng mua sớm quá, chẳng may những cái mã ngưỡng 1200 nó bị phá thủng trong phiên là lập tức là chị sẽ bị thua lỗ ngay, nó bị bán ngược ngay. Thì phải chờ đợi đến cái thời điểm mà thị trường nó cùng xác nhận, nghĩa là đồng pha với thị trường, là thị trường nó cùng tăng cái thời điểm đó lên thì em mới dám bảo khách hàng mua. Tất nhiên là mua thời điểm đó thì nó sẽ bị mua cao rồi, bởi vì chúng ta chờ đợi cả yếu tố thị trường xác nhận mà. Nhưng nó sẽ mang phần nào đó an toàn hơn cho anh chị, là thay vì chúng ta mua sớm quá, chẳng hạn như nó vẫn đang loanh quanh ở vùng 12 mà em bảo anh chị mua vào ấy, chẳng may nhá nó xấu nhá, nó sập một phát là anh chị mua vào phát là anh chị có thể âm rất là sâu, bởi vì khi thủng 1200 thị trường chúng ta nó sẽ giảm rất là sâu xuống bên dưới và có thể đến T3 về anh chị bị thua lỗ. Đấy, thì do hiện tại chúng ta phải vừa đánh vừa nhìn thị trường nữa, chứ nó không đơn giản là chúng ta chỉ đơn thuần là cổ phiếu cho tín hiệu mua chúng ta mua được ngay. Đấy, thì nó có một cái rủi ro như thế, nên chúng ta phải, anh chị nào mà chúng ta, những người mà chúng ta không bám được bảng nhiều ấy, trong hiện tại vẫn muốn tham gia ấy, thì chúng ta nên tham gia với tỷ trọng thấp cho em nhé. Đấy, em anh chị cứ tham gia tỷ trọng thấp thôi, bởi vì anh chị không có thời gian quan sát mà, anh chị mua vào nhá, nó không đồng pha thị trường là anh chị thua ngay. Đấy, thì anh chị chú ý trong hiện tại đánh với quy mô thấp thôi. Và anh chị chú ý thêm một điều là có cái đặc điểm này nó xảy ra rất nhiều chu kỳ, nghĩa là khi mà thị trường của chúng ta nó bắt đầu quá trình đi lên ấy, là anh chị đánh với tỷ trọng ngắn, đánh tỷ trọng thấp, sau đó thì càng lên cao, nghĩa là càng lên vùng đỉnh ấy, thì anh chị lại càng đánh lớn. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái phần đáy ấy, thì nó dễ ăn quá, nó đi lên thì anh chị lại cảm thấy càng hay càng dễ ăn, và đến cái thời điểm mà nó lên trên vùng đỉnh rồi anh chị cảm thấy vẫn ngon quá, anh chị lúc đó này cầm cố nhà này, vay ngân hàng này, vay người A, người B, người B, người C, anh chị cảm thấy nó dễ ăn quá và anh chị mua vào, thì anh chị đúng cái thời điểm mà anh chị cảm thấy là dễ ăn quá, đó là thời điểm anh chị đu đúng đỉnh và nó giảm một phát nhé, là anh chị còn lỗ ngược. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là nhiều anh chị ấy, ở cái chân sóng này chị lỗ lãi được 50%, nhưng mà cái tổng vốn của anh chị lại rất là thấp đấy, nhưng mà khi lên trên đỉnh ấy, nó chỉ cần âm 10% thôi là cái độ âm của chị lại rất là cao rồi. Đấy, nó liên quan đến bài toán sử dụng vốn nha chị nhé. Đấy, nếu như anh chị nào chúng ta quan sát được bảng điện này, chúng ta có kinh nghiệm tham gia này, thì em cũng sẽ khuyên anh chị là chúng ta phải đánh lớn. Nếu như đánh lớn nhá, đánh hãy đánh từ chân sóng thôi em, và càng lên cao thì chúng ta phải thu hẹp dần cái quy mô lại, chứ chúng ta không phải nở ra chị nhé. Chúng ta phải đánh theo hình kim tự tháp, đấy là một điều rất là quan trọng đối với anh chị hiểu không ạ? Đấy, anh chị còn những anh chị chưa có kinh nghiệm thì em vẫn khuyên anh chị cứ đánh nhỏ thôi, còn anh chị có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ đánh thằng kia tháp. Nhưng là anh chị đã xác định đây là vùng đáy ngắn hạn thị trường rồi thì chị hãy đánh to ở đây, đánh có thể đánh lớn luôn, đánh hết tỷ trọng của mình. Nhưng mà càng lên cao thì anh chị, đó là thời điểm anh chị sẽ canh chốt ra, chứ không phải là thời điểm anh chị em chúng ta lại canh mua vào lại full margin rồi đi vay ngày này vay ngày kia, thì đó là chúng ta đang làm ngược lại và chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ gặp phải những cái thua lỗ như chị nhá. Đấy, thì anh chị chú ý cho em về cái điều sẽ là như thế. Và như đầu video em đã chia sẻ với anh chị rồi, em muốn chia sẻ với anh chị một cái điều này liên quan đến việc làm sao để chuyển đổi cơ cấu danh mục cổ phiếu nhá. Cái việc này, cái việc chuyển đổi cơ cấu danh mục cổ phiếu ấy, thì thực ra là em phải mất tiền để em đi học với anh chị. Cái điều này ấy, là phải mất tiền, nhưng mà em sẽ cũng là một phần nào đó em sẽ lấy những cái kiến thức đó để chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho anh chị ở đây. Đấy nha anh chị nhá. Còn cái này là mất trong một cái khóa học, chứ không phải là tự nhiên mà em biết được những cái điều đó nha chị nhá. Đấy, cũng như là những cái trải nghiệm của em, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái kiến thức liên quan đến việc hướng dẫn anh chị là chuyển đổi cơ cấu danh mục cổ phiếu của mình.
nó cũng không có nhiều nhiều điều phức tạp thôi, nó rất đơn giản nhưng mà nhiều khi anh chị em chúng ta lại không nhìn ra. Đấy thì cách chuyển đổi sẽ ra sao? Chẳng hạn như bây giờ anh chị đang nắm giữ một con cổ phiếu A nào đó. Nên em sẽ lấy ví dụ đi. Đấy, sẽ lấy ví dụ cho anh chị chẳng hạn như trong nhóm ngành của chứng khoán nhé. Đấy, chứng khoán được chưa? Đấy, cái con VND đi, em lấy ví dụ cho anh chị. Đấy thì cách chuyển đổi sẽ ra sao? Thì chúng ta sẽ trải qua ba cái bước như sau. Đầu tiên anh chị hãy đặt câu hỏi cho anh chị là nếu như anh chị có tiền trong hiện tại thì anh chị có mua cổ phiếu đó hay không? Đấy, đặt câu hỏi đầu tiên sẽ như thế cho em nhé. Chẳng hạn như anh chị bây giờ chúng ta đang có con VND, anh chị đang nắm con VND thì anh chị hãy đặt địa vị của mình là một người bên ngoài, đứng vào nhìn vào con VND thì anh chị đặt là liệu tôi có tiền, tôi có mua hay không? Nếu như câu trả lời của anh chị là không đúng không? Thì không thì chắc chắn là rất nhiều người đang đứng bên ngoài thị trường cũng có cái câu trả lời như anh chị và chắc chắn họ sẽ không mua vào. Và khi họ không mua vào thì cầu không vào thì tiếp tục giảm đúng không? Thì anh chị đã biết là cái cổ phiếu đó anh chị phải bán ra chưa? Biết rồi đúng không? Đấy, đây là câu hỏi đầu tiên được chưa? Câu hỏi đầu tiên đó thì khi anh chị đã giải quyết được câu hỏi đầu tiên là khi anh chị có tiền anh chị có mua cổ phiếu đó hay không? Anh chị trả lời là không. Thì cái việc tiếp theo của anh chị đó là phải bán cổ phiếu đó ra. Đúng không? Khi chúng ta đã biết cổ phiếu VND này anh chị, nếu như anh chị có tiền anh chị cũng không mời anh chị đời nào anh chị mua nó vào thì anh chị phải bán ra. Thì rất em biết là sẽ anh chị sẽ gặp rất nhiều khó khăn để anh chị bán ra. Vậy thì làm sao để anh chị bán ra được? Đó là như sau. Nghĩa là anh chị hãy bán cho em 100 cổ phiếu cũng được, 200 cổ phiếu cũng được, hay 1.000 cổ phiếu cũng được. Nghĩa là anh chị hãy bán một cái phần rất là nhỏ thôi. Bởi vì sao chị này như thế? Bởi vì nó liên quan đến cái tâm lý của mình. Khi đó là anh chị đã phá vỡ được cái tâm lý của mình là tâm tâm lý ôm cái hàng đó. Được chưa anh chị? Hold cái hàng đó, anh chị đã phá vỡ và anh chị đã chuyển đổi cái trạng thái của cái tâm lý của mình sang trạng thái là bán rồi. Đấy, sang cái hành động là bán rồi. Thì khi anh chị chỉ cần bán được một cái lượng nhỏ như thế thôi, anh chị hãy để ý xem là anh chị sẽ bắt đầu có cái cảm xúc, cái tâm lý là anh chị sẽ bán tiếp, và anh chị sẽ gì? Và anh chị sẽ bán được hết. Đấy, đấy là cái bước. Bước đầu tiên là bán một phần, sau đó là anh chị sẽ bán được hết. Bước cuối cùng là anh chị sẽ bán được hết nhá. Đấy, anh chị hiểu chưa? Đầu tiên là gì? Đầu tiên là đặt câu hỏi. Sau đó anh chị sẽ bán một phần cho em. Bán phần khi đó là cái cảm xúc của chị đã chuyển sang cái trạng thái là sẵn sàng bán rồi. Thì anh chị sẽ kiểu gì cũng sẽ bán, bán. Và khi chị bán được rồi thì anh chị sẽ chuyển được sang những cái mã cổ phiếu khác tốt hơn. Đấy, chuyển sang những cái mã cổ phiếu tốt hơn. Nhưng gì ạ? Nhưng làm sao để chuyển đổi cổ phiếu? Làm sao để anh chị chuyển đổi được cổ phiếu? Khi mà anh chị đang cầm cổ phiếu này anh chị muốn chuyển sang cổ phiếu khác thì anh chị chú ý một điều là anh chị không được vừa bán cổ phiếu này và anh chị sẽ chuyển sang ngay. Và anh chị hãy đợi cho cổ phiếu đó nó chạy giá thì anh chị mới mua, được chưa? Em ví dụ cho anh chị chẳng hạn như con GIG đi. Con GIG này. Đấy, anh chị không thể mua sớm được đây. Anh chị nếu như anh chị mua nhá, nó sẽ gặp phải hai vấn đề sau. Em sẽ nói cho anh chị. Chẳng hạn như nó rơi đây, anh chị không mua, rơi đây không mua. Tăng ở đây có thể mua, tăng đây có thể mua. Lý do vì sao? Lý do vì sao chúng ta phải mua cái điểm chạy? Đối với những anh chị đang kẹt cổ phiếu ở bên đang kẹt cổ phiếu này và muốn chuyển đổi cổ phiếu nhá. Lý do là nếu như anh chị em nhà đầu tư chúng ta chuyển quá sớm, chúng ta bán quá sớm cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ thì biết đâu đó nó có thể rơi vào những cái nhịp phục hồi và anh chị vừa bán đi, vừa bán những cái cổ phiếu đang thua lỗ kia đang chuyển chuyển đổi danh mục đúng không? Và anh chị mua ngay sang cổ phiếu bên này khi nó chưa chạy giá. Chẳng hạn anh chị mua ngay vùng đỉnh bên trên này. Đấy, vừa bán cổ phiếu mua ngay bên này thì nó giảm một nhịp xuống đây anh chị lại bị thua lỗ thêm. Thì đó là lý do vì sao anh chị phải đợi cái cổ phiếu bên đây. Chẳng hạn như anh chị quan sát được con GG nó có nhịp chạy thì anh chị hãy đợi đến khi mà con GG này nó chạy cái phiên chẳng hạn chạy phiên thứ 5 thứ 6 tuần vừa rồi thì anh chị mới bán cổ phiếu kia để anh chị mua vào. Đấy, em đang nói đến cái việc chuyển đổi cổ phiếu nhá. Chuyển đổi cổ phiếu khác cơ cấu danh mục được chưa? Cái hướng dẫn của em vừa nãy, của em ấy là cái hướng dẫn cho anh chị mà chúng ta đang gặp phải thua lỗ và chúng ta cơ cấu danh mục bán cổ phiếu của mình ra. Đó là các cái bước đó anh đã chia sẻ rồi. Hỏi mình xem có nếu có tiền có mua hay không và sau đó chúng ta sẽ bán một phần và bán hết. Còn cái việc mà anh chị đang cầm những cái cổ phiếu yếu và anh chị muốn cơ cấu sang những cái cổ phiếu mạnh thì anh chị sẽ làm ra sao? Chúng ta sẽ gì? Sẽ đợi cái cổ phiếu anh chị đang quan sát đấy nó chạy đã, nó chạy giá đã thì chúng ta mới mua vào và chúng ta sẽ bán ngay lập tức cái cổ phiếu bên kia và chúng ta sẽ mua vào những cái cổ phiếu bên này. Được chưa anh chị? Đấy, và chúng ta sẽ không mua sớm. Chúng ta sẽ không mua sớm. Đó là cái cách chúng ta sẽ mua cổ phiếu. Còn cái việc mà mua điểm nổ này nó sẽ không áp dụng hoàn toàn cho những người mà chúng ta mua mới nhé. Những người chúng ta mua mới. Bởi vì chúng ta mua mới thì chúng ta sẽ phải mua ở nền giá trước một phần và sau đó chúng ta nổ chúng ta sẽ gia tăng. Đó, chúng ta nổ sẽ gia tăng. Còn những người mà chúng ta muốn cơ cấu danh mục chuyển đổi cổ phiếu ấy thì chúng ta lại khác. Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ giữ cổ phiếu bên kia đến khi nhìn thấy cổ phiếu bên này nó chạy thì chúng ta mới bán hết và chúng ta sẽ mua vào. Được chưa anh chị? Anh chị hiểu chưa? Đấy, đấy là cái kiến thức
mà em muốn chia sẻ với anh chị. Và làm sao để anh chị có thể chọn được cái cổ phiếu khỏe nhất trong cái nhóm ngành đó thì rất là đơn giản, anh chị hãy tạo một cái list cổ phiếu ra cho mình. Chẳng hạn như là anh chị có cổ phiếu của nhóm ngành gì ạ? Cổ phiếu của nhóm ngành điện đi. Đấy, cổ phiếu nhóm ngành điện nha. Thì anh chị bây giờ anh chị sẽ tìm những cái cổ phiếu nào nó gần đỉnh nhất. Cứ cổ phiếu nào cận đỉnh nhất thì anh chị hãy tìm cho em. Chẳng hạn như con GEG đúng không? Con NT2 đúng không? Cận đỉnh nha. Thì cái thằng nào nó cận đỉnh và nó vượt đỉnh trước, đấy là cái thằng cổ phiếu khỏe nhất, và anh chị hãy tập trung đánh cái thằng cổ phiếu đó. Bây giờ em ví dụ em so sánh giữa hai con như con NT2 và con GEG đúng không? Thì con NT2 này có phải là trước đây nó đã phi trước đúng không? Đấy, em sẽ quan sát hai con chẳng nhận như thế. Con NT2 nó phi trước thì em phải nhảy vào em đánh con NT2 đúng không? Còn con GEG sẽ ở thứ hạng thứ sau. Đấy, thì anh chị sẽ chọn được ra cái cổ phiếu nào tốt nhất trong nhóm ngành đó để anh chị có thể cơ cấu, có thể chuyển đổi danh mục của mình sang đấy chị nhá. Đấy, đấy là những cái kỹ thuật rất là đơn giản thôi, nhưng mà có thể anh chị em chúng ta mới tham gia, chúng ta sẽ chưa có đủ kinh nghiệm để nhìn ra những cái kỹ thuật đơn giản như thế để chúng ta có thể hành xử với chị. Nhiều anh chị chúng ta gặp phải vấn đề là chúng ta vừa bán cổ phiếu này, chúng ta nhảy mua ngay sang cổ phiếu kia trong khi nó chưa có yếu tố xác nhận, thì anh chị đã vừa cắt lỗ bên đây lại mua sang bên kia, thì anh chị lại thành double sai lầm, và nhiều khi mua đúng cái đỉnh của con kia nó chưa chạy giá thì nó cũng là rủi ro. Đấy là cách chúng ta sẽ, thứ nhất đấy em chia sẻ cho anh chị, thứ nhất là cơ cấu danh mục đang thua lỗ này, thứ hai là sẽ là cơ cấu chuyển đổi cổ phiếu là sao đấy, được chưa anh chị? Đấy, chị hãy nhớ những hai cái điều đó, và anh chị nhớ like video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha anh chị nhá. Đấy, những cái kiến thức đó em chia sẻ hoàn toàn miễn phí thôi, nhưng nó rất là quan trọng, và anh chị phải hiểu là những kiến thức đó em phải mất tiền để em học đấy, nhưng em chia sẻ lại cho anh chị hoàn toàn miễn phí, thì rất mong anh chị like video của em, đăng ký kênh đấy, ủng hộ em, ủng hộ em anh chị nhá. Và sau đây em và anh chị sẽ cùng nhau để đi vào để phân tích các cái nhóm ngành cổ phiếu trong tuần vừa rồi đã vận động ra sao, cũng như là chúng ta sang tuần tới có thể để ý những cái cổ phiếu nào trong những cái nhóm ngành đó chị nhé, trong những nhóm ngành đó. Và nếu như anh chị thấy những cái chia sẻ của em hay, hữu ích và phù hợp với những cái tư duy anh chị đang đầu tư chứng khoán, hay là có phần nào đó giúp ích được anh chị, thì anh chị có thể ủng hộ em bằng việc là về là khách hàng của em, tham gia Zoom khách hàng, gắn ID của em và giao dịch tại công ty chứng khoán VPS. Đấy, chứng khoán VPS, và không mất bất kỳ một khoản phí gì anh chị nhá. Và em cũng có hỗ trợ thêm ở một cái hỗ trợ thêm bằng việc gắn ID ở một cái đơn vị khác. Đấy, thì anh chị có thể liên lạc riêng với em thì em sẽ trao đổi kỹ hơn với anh chị. Còn nếu như chị quen giao dịch ở những cái công ty khác rồi, đấy, và anh chị không muốn chuyển, thì anh chị có thể tham gia về làm khách hàng của em dưới dạng là Zoom thu phí, thì đó cũng là một cách anh chị nhá. Đấy, thì anh chị chú ý. Thì sau đây em và anh chị sẽ cùng nhau để đi vào phân tích các cái nhóm cổ phiếu chị nhá. Đầu tiên thì em và anh chị sẽ phân tích nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí đi. Bởi vì sao em lại phân tích nhóm ngành cổ phiếu dầu khí? Đầu tiên, lý do là bởi vì cuối tuần vừa rồi ấy, cái giá dầu thế giới nó điều chỉnh rất là mạnh. Giá dầu điều chỉnh rất là mạnh. Tuy nhiên thì nhiều anh chị đã nhắn tin hỏi em là giá dầu giảm mạnh như thế thì có ảnh hưởng đến cổ phiếu của dầu khí hay không? Cổ phiếu dầu khí hay không? Thì em đánh giá nó có thể là trong ngắn hạn nó có thể ảnh hưởng anh chị nhá. Ngắn hạn ảnh hưởng, nhưng về cơ bản ấy, dầu khí của mình nó không đồng pha lắm với cái dầu khí thế giới, bởi vì anh chị thấy giai đoạn trước dầu khí nó tăng rất là mạnh, nhưng mà cổ phiếu dầu khí của mình không tăng là bao nhiêu đúng không chị? Đây chị nhìn vào cái Brent oil thì đánh giá trong tuần vừa rồi ấy, nó chỉ là một cái nhịp test cung lại ở vùng giá đây thôi, đấy test lại cái vùng giá mà nó đã phá cái nền giá trước đó thôi, đấy nó cũng có sự rút chân và cái thanh khoản của nó không lớn, thì có thể đây là một điều chỉnh thông thường thôi để nó rũ bỏ những cái nhà đầu tư vùng giá bên trên này, đấy vùng giá bên trên này trước khi nó có nhịp phục hồi, và nó có thể em đánh giá nó có thể nó tiến đến những cái vùng giá cao mới trong thời gian tới. Đấy thì về ngắn hạn em đánh giá là có thể ảnh hưởng, nhưng có thể ảnh hưởng trong có thể đầu phiên chẳng hạn, nhưng về sau nó sẽ về đúng bản chất của nó, nghĩa là cổ phiếu nào đó đủ tích lũy rồi thì nó sẽ chạy giá, thì sẽ chạy, cổ phiếu nào yếu thì nó sẽ tiếp tục yếu chị nhá. Bản chất cổ phiếu nó sẽ không thay đổi bởi vì một cái thông tin tin tức, nghĩa là ông đang uptrend đúng không, thì tin tức đó nó chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn thôi, đấy ngắn hạn thôi, chứ nó không để ông đang uptrend mà một cái tin tức dầu ra giảm giá mạnh như thế mà cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí nó cắm đầu đi luôn xuống như này thì nó vô lý quá đúng không chị, nó không đúng với cung cầu, nó không đúng với cung cầu đấy, nó có thể ảnh hưởng một phần nào đó thôi. Đấy anh chị thấy cả một đoạn này đây, một đoạn này đây dầu khí nó giảm đây đúng không, nhưng cái con BR nó có giảm đâu, đây giảm như này đúng không chị, nhưng con BR nó vẫn đang ở trên này mà chị, nó vẫn đang giữ được cái nền giá ở trên vùng đỉnh đây, trong khi đây con Brent nó giảm như này, hay con gas đây chị, nó còn phá đỉnh đây chị, thế thì anh chị phải nhìn rõ bản chất đúng không, con gas này nó phá đỉnh mà trong khi con Brent nó cắm đầu, thì chứng tỏ một điều đây là gì ạ, chứng tỏ nó không có sự đồng pha nhiều, anh chị hiểu không ạ, chứ chúng ta không phải nhìn vào một cái cổ phiếu trong nhìn vào chỉ số giá dầu chúng ta lại đánh giá ngay cái bản chất cổ phiếu của dầu khí nhá. Đấy thì em đánh giá tất nhiên là nó sẽ có một sự ủng hộ, một sự nào đó ảnh hưởng, nhưng về cơ bản nó sẽ không ảnh hưởng nhiều
Đấy, nó sẽ về mặt chất thì nó đã tăng thì nó vẫn tăng thôi anh chị nhá. Đầu tiên là em và anh chị sẽ phân tích cả BR đúng không? BR thực ra điểm mua mới của chúng ta sẽ không còn nữa anh chị nhá. Điểm mua mới thực ra BR sẽ không còn rồi. Nếu như tuần tới nó có đi thì thôi chấp nhận cho đi thôi. Chúng ta sẽ không mua được mới nữa. Đấy, có thể trong thời gian tới nó có thể quay trở lại test một nhịp ngắn ở đây này. Đấy, nó có thể test test một nhịp ngắn để tạo ra một cái, nó sẽ giữ được cái kênh giá đây này. Đấy, có thể nó sẽ test lại đây chẳng hạn. Thì nó sẽ có thể nó đi tiếp, chúng ta cũng có thể chú ý trong thời gian tới. Nếu như nó đi ấy, đảm bảo cái tố nền giá nó phải chắc chắn hơn một tí và thanh khoản nó sự cạn kiệt hơn một chút thì em đánh giá nó sẽ tốt hơn chị. Đấy, còn cái việc mua mới đối với BR thì em sẽ không khuyến nghị nhá, bởi vì chúng ta sẽ mua chậm T. Đấy, cái lượng hàng ở những cái phiên này nó về rất nhiều ấy, tuần sau nó sẽ về, chẳng hạn như cái phiên ngày 16 tháng 6 nó sẽ về. Đấy, nó sẽ về rất nhiều, nếu như anh chị mua vào có thể đu đu đỉnh nhá. Chúng ta chờ đợi thêm. Còn gas này thì gas này có một phiên break đỉnh. Tuy nhiên thì anh chị hãy chú ý này, cái phiên thứ 6 vừa rồi ấy, nó có một cái phiên là cơ cấu quỹ thì nó được đẩy giá khá là lớn từ vùng 132.8 sang lên 134 với cái thanh khoản của nó này rất là thấp. Đây là một phiên break đỉnh không không thực sự thuyết phục, nó chỉ mang yếu tố kéo giá ở phiên ATC thôi, thì rất có thể nó sẽ có nhịp gì, nó sẽ có nhịp trả điểm trong tuần tới, nên anh chị em chúng ta hãy từ từ bình tĩnh, không cần phải mua sớm đối với con gas. Chúng ta hãy đợi quan sát thêm quá trình test lại ở vùng đỉnh này nó có thành công hay không chị nhá. Đấy, nó thành công hay không thì chúng ta mới chơi, còn nó không thành công thì chúng ta sẽ không chơi. Đây kịch bản chúng ta có thể chờ đợi, bởi vì nó chưa đủ yếu tố này, nó break qua đỉnh đúng không, cái thanh khoản của nó đâu có cao hơn những cái phiên trước đây, nó phải ăn trọn những cái cây này, này nó mới là thuyết phục anh chị ạ. Còn nó break này nó chưa thuyết phục và rất có thể nó sẽ điều chỉnh trở lại vùng giá bên dưới, nên anh chị em ra đừng có hưng phấn mà mua cổ phiếu của gas quá sớm nhá, hãy đợi cho nó quá trình tích lũy trở lại. Đấy, PVD, PVD thì tôi bỏ qua chị nhá, nó rơi này, con này nó rơi nó rất là sâu đây, nó gãy cái nền giá trước đây rồi nó không còn đẹp đâu. Đấy, có thể tích lũy đây nó tiếp tục rơi về vùng đáy bên dưới nó kiểm định đấy. Đấy, thế anh chị chú ý nhá, đây này nó rơi về cái vùng này nó gãy mất cái vùng đỉnh ở đây rồi. Đấy, khi nó đã gãy vùng này rồi ấy, thì nó sẽ rất là khó để đi lên nữa anh chị nhá, nó sẽ mất nhiều thời gian, nên anh chị em chú ý giúp em là con PVD yếu bỏ qua. PVS thì nó cũng khá là ok, PVS thì nó đang giữ được cái trend xu hướng, và một cái điều nữa nó có một phiên rũ bỏ này. Đó, nó có những phiên tăng lên và nó có phiên test cung tuần vừa rồi rất là tốt, có thể trong tuần tiếp theo nó sẽ hồi một nhịp, nó sẽ test cung lại phát nữa, thanh khoản thấp hơn thì anh chị em chúng ta có thể chú ý được nhá chị nhá. Cái nền giá em mong muốn ấy, nó phải thêm khoảng 4 đến 5 phiên nữa để nó tạo ra một cái nền giá chắc chắn hơn thì chúng ta có thể tham gia được. Đấy, nó có thể giống là ở đây này. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái nền giá đây. Đấy, nó đi sẽ an toàn hơn bởi vì nó đang gặp lại cái lượng cung bên trên rất là nhiều. Đấy, thì nó cần tích lũy nhiều. Đấy, thanh khoản càng ngày càng cạn thì em sẽ chú ý đến cổ phiếu này trong thời gian tới, nên anh chị cũng phải chú ý nhé. Đấy, PVS được nhá. Đấy là một số cổ phiếu trong nhóm ngành của cổ phiếu của dầu khí anh chị có thể chú ý được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành của cổ phiếu điện anh chị nhé. Cổ phiếu của điện thì anh chị có thể chú ý đến cổ phiếu này. GSG thì chúng ta sẽ chưa mua được sớm, chưa mua được muộn. Có thể sang tuần tiếp theo nó có thể test lại vùng đỉnh của nó vượt qua trong tuần vừa rồi. Cái test đỉnh ngắn hạn ở khoảng vùng giá 24.9 này. Đấy, thì chúng ta hãy chờ đợi quá trình test đỉnh này, nếu như cái thanh khoản của nó có sự cạn kiệt thì chúng ta có thể tham gia vào nhịp break đỉnh ở đây. Break đỉnh nhá anh chị nhá. Chúng ta sẽ không mua sớm, tuần vừa rồi thì chúng ta có một điểm mua sau khi nó vượt cản chéo đây. Đấy, vượt cản chéo đây. Nhưng để mua mới thì chúng ta sẽ chưa mua được nữa anh chị nhá. Đấy, để GSG. Con Ri này thì em tuyệt đối khuyên anh chị là chúng ta sẽ không mua nữa, bởi vì con Ri này nếu như nó kéo lên đây này. Đấy, nó kéo lên nhưng mà thanh khoản nó đang có sự cản lại thấp đi thì nó không được tích cực cho lắm, biết đâu nó tạo thành hai đỉnh ở đây làm sao. Đấy, thì anh chị em chúng ta vẫn phải chú ý nhá. Con Ri chúng ta sẽ không tham gia được. Đấy, còn nó trường hợp mà nó kéo lên đây nó tạo ra cái mô hình vai đầu vai này, nó chỉnh lại tạo mô hình vai đầu vai đây thì sau này nó đi thì em sẽ tham gia. Đấy, thế thôi. Còn hiện tại Ri em khuyến nghị anh chị chưa tham gia vụ NT2 ạ. NT2 thì đây như bản em vẽ đây thì có thể nó sẽ test lại cái vùng giá khoảng vùng giá đỉnh khoảng vùng giá 26.8 27 đây. Đấy, nó test lại đây thì nó sẽ có quá trình đi, bởi vì con NT2 anh chị có thể thấy là nó đang có một quá trình dao động rất là lỏng, dao động biến động rất là lớn ở trên vùng đỉnh này. Đấy, chứng tỏ cái lượng cung ra rất là nhiều này anh chị thấy không, một cái phiên tăng giá đây này, cây nến bị bán này, thanh khoản lớn này thì cái lượng cung sẽ rất là nhiều, thì trong thời gian tới anh chị cứ yên tâm NT2 nó sẽ có cái điểm mua cho anh chị nhá. Cổ phiếu khi break đỉnh thì nó sẽ có nhịp quay trở lại test đỉnh, thì đó là cái thời gian tuyệt vời chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội để mua vào. Đấy là cổ phiếu của NT2 chị nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến con VSH. VSH thì thực ra nó chạy này thì chúng ta sẽ không còn cái cơ hội mua nữa, thôi để cho chạy hết chu kỳ chị nhá, không đu vào, đu vào chúng ta có thể đu vào đỉnh đấy. Đấy, chúng ta sẽ không mua con VSH. Tiếp theo con PAO. Con PAO sao, con PAO thì hiện tại nó đang gặp lại vùng kháng cự đỉnh cũ bên trên này rất là dày chị nhá. Đấy, thì nếu mà để mua được ấy, để mua được thực sự để mua được ấy, thì em khuyên anh chị hãy đợi cho nó tích lũy tại tiếp tục ở vùng giá bên trên, ở vùng giá bên bên phải đây, để tạo ra một cái vai bên phải này trước khi nó đi sẽ an toàn hơn. Tất nhiên là cái dòng tiền của nó vào khá là ổn rồi,
nhưng anh chị cứ đánh đu vào vùng giá bên trên này sẽ rất là rủi ro, bởi vì cái nền giá của nó chưa đủ tốt để nó đi chị nhá. Đấy, thế anh chị hãy chú ý cho em, hãy đợi con Power tích lũy tạo một cái vùng nền giá đủ tốt đây thì anh chị có thể chú ý tham gia được trong trong cái nhịp tiếp theo được chưa anh chị. Đấy, đây con Power nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cổ phiếu, đấy là các cái cổ phiếu trong ngành dầu khí thì anh chị có thể trong nhóm ngành điện thì anh chị có thể chú ý được con NT2 đấy, con bên Power Power trừ khi nó tạo cái vai bên phải nhá. Đấy thì chúng ta có thể chú ý trừ khi nhá, chị phải đảm bảo cho em yếu tố ý. Và con GG thì như này GG thì anh chị hãy đợi quá trình nó test lại cái vùng đỉnh ở đây thành công thì chúng ta sẽ tham gia sau này, chứ chúng ta sẽ không mua đuổi những phiên sau chị nhá. Và một con cổ phiếu khác đó là cổ phiếu PC1 anh chị ạ. Đấy, PC1 thì nó thực ra nó đang kéo lên vùng đỉnh này thì anh chị sẽ không mua đuổi nữa chị nhá, bởi vì nó qua điểm mua rồi, qua điểm mua rồi thì cái thời điểm mua ấy là sau rũ này, nó có những nhịp phục hồi lên trên bên trên này. Đấy thì chúng ta sẽ tham gia thôi, còn cái phiên này chúng ta sẽ không tham gia nữa nhá, sau này sẽ không tham gia, đợi sau này nó có thể nó tái tích lũy tạo một cái vùng nền giá bên phải này. Đấy thì khi nó có thể tạo thành mỗi hình vai đầu vai bên đây thì chúng ta sẽ tham gia, xem xét tham gia sau nhá chị nhá, sẽ tham gia sau, chúng ta sẽ không tham gia nữa. Đấy thì chú ý cho em, con PC1 thì chúng ta hãy đợi, chờ đợi thêm. Trong nhóm ngành này còn có HDG, HDG thì nó đang đi từ vùng giá đáy lên bên trên này. Đấy thì nó cũng khá là khỏe, nhưng mà để mua mới thì chúng ta sẽ không mua, chúng ta sẽ có một điểm mua đây. Đấy, với xác nhận giá này thì nó đi lên bên trên thì chúng ta sẽ không tham gia nữa chị nhá. Đấy thì nói chung là HDG nó cũng liên quan điện gió một chút, nhưng mà chúng ta về điểm mua thì nó gần như hết rồi. Đấy thì cho này nó kéo lên bên trên này thì chúng ta sẽ tính sau, nó kéo lên từ vùng giá đỉnh này thì nó tạo một cái vùng nền giá mới thì chúng ta sẽ tính sau nhá, chúng ta sẽ không tham gia được với HDG, chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát. Đấy thì có một số cái cổ phiếu mà em chú ý nhưng phải đi vào đúng kịch bản thì chúng ta có thể tham gia được, đó là cổ phiếu cho ngành điện. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành của bán lẻ chị nhá. Nhóm ngành bán lẻ ấy, thì anh chị em có thể chú ý đến các cái cổ phiếu ở kênh trên, chẳng hạn như cổ phiếu của MVKG. Đấy mà MVKG thì chúng ta sẽ chưa mua được ngay, chúng ta hãy đợi cho nó quá trình nó có thể quay lớp gáp đây. Đấy, lớp gáp xong thì nó sẽ có một quá trình test ở đây, sau này thì chúng ta có thể tham gia được. Đấy thì chúng ta có thể chờ đợi cái kịch bản là mô hình vai đầu vai đây nhá, mô hình vai đầu vai, hay là cổ phiếu của PNG. Cổ phiếu PNG cũng khá là khỏe anh chị ạ. Đấy, cổ phiếu PNG thì trong tuần tiếp theo nếu như PNG ấy nó có một quá trình siết nền giá đây anh chị ạ. Đấy, siết nền giá khoảng 112 và đi lên thì chúng ta cũng có thể tham gia được. Nó có trình siết nền giá đây về cái thanh khoản có sự cạn kiệt thì chúng ta có thể mua cái nền giá này trước được nhá. Mua cái nền giá trước này được một phần. Đấy và sau này nó nổi lên bên trên thì chúng ta sẽ tham gia một phần tiếp theo nhá chị nhá. Đấy thì đó là trường hợp của PNG. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trường hợp của con cổ phiếu FPT. FPT là công nghệ. Đấy, FPT thì em đánh giá rất có thể sang tuần tới nó mới đỉnh rất là cao nếu như thị trường thuận nha chị nhá. Đấy, con FPT này anh chị có thể chú ý này, nó cứ đi ngang lên một hai phiên nữa nhá. Thanh khoản nó tuy nó cạn kiệt anh chị có thể mua được một phần rồi. Thanh khoản cạn kiệt nhá. Và sau này nó đi lên, nổ lên, chúng ta có thể tham gia được nhá. FPT cũng khá là tốt đấy. Đấy là ba con cổ phiếu mà em đánh giá trong nhóm ngành bán lẻ mà anh chị em có thể chú ý. DGWK thì em không đánh giá cao lắm bởi vì DGWK ấy nó kênh hơi dưới vậy nhá. Kênh nó vẫn đang ở, nó chưa cận đỉnh lắm, nó còn vùng kháng cự rất là dày. DGWK thì em thực ra thì anh chị cho nó cái hàng sau đâu cũng không chú trọng nhiều. FLT thì nó khá là khỏe chị ạ. Đấy, FLT khá là khỏe khi nó tạo ra mô hình vài vài này nó đi thì thực ra mua FLT thì sẽ không còn đấy chị ạ. Đấy, trừ khi nó chứng lại đây, nó tạo lên nền giá đây 4 5 phiên đây thì sau này nó tạo đủ cái nền giá đi thì chúng ta cũng có thể tham gia, xem xét tham gia ở nhịp sau thôi. Còn hiện tại thì FLT sẽ không tham gia nữa chị nhá. Đấy, còn PET này thì nó kênh dưới rồi. Kênh dưới này sẽ không tham gia chị ạ. Đấy, nó cứ kênh dưới này thì sẽ không không còn không không nên tham gia. Đấy, nó chỉ là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật lên trên thôi và nó lại đi xuống thôi nhá. Đấy thì chú ý cho em, cái nhóm bán lẻ thì có mấy con cổ phiếu em vừa đề xuất với anh chị đây, thì anh chị có thể chú ý trong những cái nhịp tiếp theo. Nhóm bán lẻ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với nhóm ngành của phân bón hóa chất anh chị nhá. Nhóm ngành phân bón hóa chất ấy, thì có hai con cổ phiếu như con DCM và DPM là hai con cổ phiếu anh chị nên chú ý trong cái thời gian tiếp theo. Nếu đánh giá hai con này thì em sẽ đánh giá cao con DCM bởi vì con DCM thì nó gần vùng đỉnh hơn và nó đang tạo được cái vùng nền giá tốt hơn thì chị ạ. Đó thì DCM trong thời gian tới nếu như nó tiếp tục xuyên nền giá đây và nó bật tăng thì cũng là một điểm chị em chúng ta có thể chú ý tham gia được, tại nó có một cái cản chéo đây. Và nếu như những phiên tới nó đi ngang và nó có những phiên test cung và thanh khoản thấp ấy thì chúng ta cũng có thể mua sớm được một phần. Đấy, em đánh giá sang tuần cũng rất có thể nó sẽ kéo một cái nhịp lên bên trên này, thì anh chị hãy chú ý đến cổ phiếu của DCM. DPM nó kênh hơi dưới một chút, tuy nhiên kịch bản nó cũng sẽ đi giống con DPM thôi, nhưng con này hơi thấp một chút. Đấy, kênh hơi thấp một chút nhé chị nhá. Đấy thì nếu có để cân nhắc thì em sẽ
thấy con DCM sẽ khỏe hơn. Còn những con cổ phiếu khác là rất là yếu như con BFC này, cắm đầu này đúng không, con LAT này cắm đầu này đấy, con DGC, DGC thì nó đang tăng cao quá rồi chúng ta sẽ không tham gia. CSV thì sao, CSV thì nó cũng đang chỉ giữ cái nền giá này thôi, và để đánh giá điểm mua mới của con CSV thì em sẽ không có điểm mua cho anh chị nhá. Đấy, nó kéo như này thì thôi bỏ qua, không có điểm mua. Đấy là cổ phiếu cho nó phân hóa chất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cổ phiếu cho nó dệt may. Dệt may thì chúng ta có thể chú ý đến cổ phiếu của con này, con TNG chị ạ. TNG thì ra hôm trước nó có một điểm mua sớm đây rồi chị ạ, mua sau rũ đấy, mua sau rũ và hướng lên vòng vòng cung thì đây là một phiên xác nhận mua sớm. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái phiên mua sau này nữa, nếu như cổ phiếu của TNG nó tiếp tục nó xây một cái nền giá đây, nó đi lên thì làm cái điểm mua gia tăng thôi chị nhá. Chúng ta sẽ mua điểm gia tăng ở đây sau khi nó break qua cái vùng đỉnh đây. Đấy, chúng ta sẽ có hai vùng đỉnh tiếp theo là vùng giá khoảng vùng giá 38 39 ở bên trên, và vùng giá khoảng vùng giá 33 33.5 đây. Đây là cái vùng giá cho con TNG, hai vùng giá đó thì có thể đi lên đây, sau đó nó sẽ gì, nó có thể đi lên trên đây, nó sẽ bước qua, bước qua thì nó có thể test lại đúng không, test lại phía phía dưới này, test lại cái đỉnh đó và nó sẽ đi lên bên trên. Đấy là đấy, cái con đường nó sẽ em đánh giá nó sẽ có thể đi như thế nhé chị nhá. Đây là trường hợp của TNG. Còn anh chị em phải canh cho nó phục hồi đủ nhá, tạo cái nền giá đủ thì chúng ta mới tham gia. Còn chắc tuần nó kéo thẳng lên thì thôi anh chị em bỏ qua, sẽ không tham gia được nữa nhá. Tiếp theo là con Mai Sông Hồng sao? Mai Sông Hồng cũng cũng ổn đấy chị ạ. Đấy, Mai Sông Hồng thì con này nó cũng rơi xuống này, rơi xuống này, hồi phục thành vòng cung này. Đấy, thì nó có thể đi ngang đây được chưa chị? Và nó tạo một vùng nền giá sau này đi thì chúng ta có thể tham gia được với con Mai Sông Hồng anh chị nhá. Mai Sông Hồng có thể chú ý trong đoạn tiếp theo được. Còn những con cổ phiếu khác trong nhóm ngành của dệt may thì nó không khỏe lắm, như Will này cắm đầu này. Đấy, con ADS này thì nó có thông tin gì xấu liên quan đến nội bộ thì nó đã giảm như này, quá là kinh khủng rồi. Đấy, TCM sao? TCM thì đang kênh dưới rồi, không tham gia. STK sao? STK thì nó cũng đang nằm ở bên dưới vùng đáy rất là yếu, không tham gia. Và VGT sao? VGT thế đúng không chị? Gãy cái nền giá bên dưới rồi, chúng ta sẽ không tham gia. Đó là một số cổ phiếu trong nhóm ngành dệt may mà em muốn chú ý với anh chị, đó là hai con TNG và Mai Sông Hồng. Được chưa chị? Đó, em chú ý những cái cổ phiếu tốt nhất trong những nhóm ngành đó cho anh chị nhé. Chúng ta sẽ đến tới nhóm ngành của thủy sản. Nhóm ngành thủy sản thì em đánh giá là chỉ có một con mà em nhìn thấy nó ổn nhất thì em sẽ giới thiệu với anh chị, đó là con cổ phiếu của MPC. MPC sau khi nó có một cái phiên vượt đỉnh ở đây với cái lực tiền vào anh chị đâu đánh rất là lớn, thì nó đã có quá trình quay trở lại đây và test lại vùng đỉnh với cái gì, với cái những cái phiên bắt đầu có những cái sự chứng lại và tái tích lũy ở vùng đỉnh này, thì rất có thể trong thời gian tới con này chỉ tích lũy 2-3 phiên nữa thôi, nó có nhịp bật tăng với thanh khoản và giá tăng mạnh là anh chị em chúng ta có thể tham gia được nhá. Đấy, chú ý cho em cái con MPC trong đoạn tiếp theo nhá, chỉ có một con ý thôi. Còn những con cổ phiếu khác như ACL chị đâu kênh dưới chưa, không tham gia. VSC này, VSC chưa, nó thực ra nó không khỏe lắm anh chị ạ. Đấy, nó không khỏe lắm thì chúng ta sẽ không tham gia. IDI, IDI kênh dưới nhá, không tham gia nhá chị nhá. Đấy, như kịch bản em vẽ trừ khi nó kéo lên trên đây. Đã, trừ khi ông kéo trên đây đúng không, tạo cái nền giá ông đi thì tôi sẽ tham gia. Trường hợp của ARV sao? ARV thì nó kéo như này thì không còn điểm mua chị nhá. Đấy, nó có thể nó kéo như cái dạng trước này, nó kéo phát lên, kéo thốc phát lên. Đấy thì không có điểm mua đấy chị nhá. Chị mua vào là chị dính những cái nhịp chỉnh bao giờ không biết đâu. MC sao? MC thì kênh dưới chị nhá, chúng ta sẽ không tham gia. MC kênh dưới này cả nhiều. Đấy, chị nhìn biểu đồ chị sẽ thấy ngay là những cổ phiếu nào chị có thể mua được. MC này cả nhiều chưa, không mua nhá. CMX thì sao? CMX thì nó cũng đang kênh dưới cả nhiều, không mua. Đấy, đơn giản thôi. Còn TF4 sao? TF4 con này thì không có thanh khoản. Đây là cổ phiếu cho nó thủy sản thì chỉ có con MPC thôi. Anh chị nhớ nhá. Đấy, chị nhớ like video của em, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhá chị nhá. Đấy, xem đây rồi nhớ ủng hộ em. Bởi vì những cái mã cổ phiếu em đưa cho anh chị là những cái mã cổ phiếu tiềm năng nhất trong tháng tới, bởi vì thị trường hiện tại còn rất là ít mã cổ phiếu chị ạ. Đấy, nếu như anh chị có thể tự đi lọc thì nó có thể mất nhiều thời gian. Trong cái bảo hiểm này thì có con MIG đấy anh chị ạ. MIG này nó cũng khá là ổn nhưng mà em không đánh giá cao lắm, trừ trường hợp mà con MIG đấy nó có quá trình siết nền giá đây thì em sẽ chơi. Đấy, MIG siết nền giá đây sẽ chơi. Đấy, và thanh khoản có sự cạn kiệt đi. Chứ còn nếu như con MIG đấy mà nó cứ cái kiểu mà nó đánh lỏng như này thì em sẽ không chơi. Nền giá lỏng quá thì sẽ không chơi chị nhá. Đấy, nó lỏng như này thì có thể trong thời gian tới em kỳ vọng nhá. Kỳ vọng nó có thể biến động cứ dần lỏng dần thôi. Đấy, nó cứ dần dần nó thu thu dần này. Thu dần lại. Nó bé lại được đấy, nó đi thì em sẽ tham gia thế thôi. Đây là trường hợp của con mấy g chị nhá, mấy g. Còn còn nhóm cổ phiếu nào tiềm năng nhỉ anh chị nhỉ? À,
bán lẻ rồi đúng không, dầu khí bảo hiểm đúng không, hóa chất rồi đấy. Về cơ bản thì chúng ta sẽ có chỉ có rất ít các nhóm ngành như thế thôi đấy, em đã chia sẻ hết rồi. Còn các nhóm ngành trong nhóm ngành chứng khoán, trong nhóm bất động sản, trong ngành bank thì em cũng sẽ phân tích qua cho chị, và em sẽ giải thích lý do vì sao mà nó sẽ có sự hồi phục của chị nhá. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhóm ngành của cổ phiếu chứng khoán này, chị thấy không, nó rơi về vùng nền giá chưa, nền giá chưa, NII rơi về nền giá nhá. Thứ hai là yếu tố Bollinger rơi với em giải thích này. Đấy, rơi khỏi Bollinger, và yếu tố thứ ba là nói về cái gì, nói về cái vùng quả bán đó, thì có thể trong tuần tiếp theo nó sẽ có nhịp hồi, nhưng hồi này để anh chị em chúng ta sẽ cơ cấu bán ra, còn anh chị em chúng ta tuyệt đối không được mua mới chị nhá. Về đây cũng thế nhá, đấy rơi nhỉ, đấy vùng quả bán này, rơi qua ra bôi rơi này đấy, thì tuần tới có nhiều khả năng nó sẽ có nhịp phục hồi. ACM cũng thế, nói chung là những cái cổ phiếu này em chỉ đánh giá nó sẽ nhịp phục hồi thôi, còn phân tích để mà mua bắt đáy thì thôi nhá, em không phải là chuyên gia bắt đáy thì sẽ không. Anh chị nào đang có cái mong đợi bắt đáy thì hãy tìm những cái chuyên gia bắt đáy nào đấy trên thị trường nhá. Em chỉ đánh giá nó sẽ nhịp phục hồi và anh chị sẽ cơ cấu ra thôi, em thì em không phải là bắt đáy bao giờ đấy, thấy chưa, nó đều ra vùng quả bán rồi anh chị không, nó cứ nhảy qua vùng quả bán này thì nó sẽ có những nhịp phục hồi lên đấy, đây quả bán đây đúng không, phục hồi lên này, quả bán này phục hồi lên này, quả bán phục hồi đấy, nó cứ như thế thôi. Thì đó là nhóm cổ phiếu của chứng khoán sẽ nhịp phục hồi thì trên chị, anh chị hãy canh để cơ cấu ra. Nhóm ngành của bất động sản thì em cũng nghĩ nó sẽ có nhịp phục hồi, thì anh chị cũng làm tương tự như chứng khoán là bán ra, đừng có hy vọng nhiều nhá. TCH này đấy, đích sell các kiểu nhá, đấy đích này rơi này đấy, sang tuần có nhiều khả năng hồi, hãy cơ cấu ra sell, ra sell cũng rơi ra rồi đúng không, đấy nó cũng sắp tụt ra vòng cổ bán rồi, hãy cơ cấu ra đi cho em. HTC cũng thế nhá, đấy HTC cũng thế anh chị ạ. Đấy thì anh chị quan tâm mã nào anh chị có thể để lại bên phần comment, em sẽ giải đáp cho anh chị được chưa. Tiếp theo ngoài HTC thì ngoài cổ phiếu bất động sản thì chúng ta sẽ đến với nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép thì cũng đang dò đáy đúng không? Đấy, dò đáy và đang rơi về, nó đang rơi về cái nền giá đây này. Đấy có một cái nền giá TT đây. Đấy thì có thể chứng lại. Đấy rơi vùng quá bán rồi. Đấy, TLH thì sao? TLH cũng thế đúng không ạ? Cũng đang rơi về cái vùng nền, sắp rơi về vùng nền giá rồi thì có thể nó sẽ chứng lại. HPG sao? HPG thì cũng thế đúng không chị? Đây, đang rơi về vùng nền giá rất là to ở đây rồi. Đấy thì có thể trong tuần tiếp theo nó sẽ chứng lại cái đà giảm của nó và sẽ giúp cho thị trường nó sẽ có nhịp phục hồi. Đấy, đây là cổ phiếu của nhóm ngành thép nhá. Đó, nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành thép này, trứng này, banh này. Banh này. Và cái nhóm ngành này anh chị em chúng ta chỉ có hàng để canh cơ cấu qua cho em. Và như em vừa hướng dẫn cách cơ cấu đấy. Đấy, cơ cấu kiểu gì ra. Và cơ cấu để chuyển sang cổ phiếu tốt như nào nhá chị nhá. Đấy, HPG này. À, đến cổ phiếu banh nhá chị nhá, VIB này. Đấy, sang tuần nhiều khả năng có hồi này. ACB sao? ACB thì thực ra nó con này nó khỏe hơn nên chúng ta cũng chẳng mua bắt đáy em gì cả. Chung là nhóm ngành banh này chị cũng tham gia. HD Bank thì sao? Cũng khá là khỏe đúng không chị? Giữ được nền giá đây thì khá là khỏe, nhưng mà để mua thì chúng ta cũng chẳng có gì để mua. VB Bank đúng không? Rơi phá đáy này. Đấy thì có thể trong tuần tới nó sẽ hồi phục thôi. Nó tạo ra hai cái đáy đây, nhưng mà nó chưa có sự phân kỳ nha, nó vẫn đang phân kỳ cùng nhau này, đồng pha này. Thì nó có thể điều chỉnh tiếp, nhưng mà trước mắt nó sẽ lấp lại gap bên đây trước khi nó có thể có những điều chỉnh. Đấy thì chúng ta sẽ quan sát trong thời gian tới. Đấy, chữ MBB sao? MBB cũng phá đáy đúng không? Ra vùng quá mua đúng không anh chị? Đấy, rơi ra ngoài ngoài bôi dư đúng không? Đấy thì trong tuần tiếp theo nó có thể test lại vùng ở đây. Đấy, nó có thể test lại vùng giá khoảng. Vùng giá 20 có thể quay lớp gap vùng giá 25 đây. Đấy thì anh chị có thì anh chị hãy canh cơ cấu ra. Đấy, như anh chị nào đang mắc vào những cái cổ phiếu banh, cổ phiếu trứng, cổ phiếu thép thì anh chị có thể để lại bên dưới phần comment, hay là anh chị quan tâm những mắc cổ phiếu khác anh chị hãy cứ để dưới phần comment, em sẽ giải đáp cho anh chị sớm nhất được chưa chị. Thì đó là toàn bộ cái video tuần mới em muốn gửi đến anh chị, những cái kịch bản này, và chúng ta sẽ làm sao để chuyển đổi cái cắt lỗ cổ phiếu này, chuyển đổi cái danh mục của mình. Đấy, chuyển đổi danh mục của mình sang những cổ phiếu khỏe ra sao, thì và những cái mã cổ phiếu tiềm năng mà em muốn giới thiệu với anh chị. Thì rất mong anh chị like video của em, đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, và nếu như có duyên và anh chị thấy những cái chia sẻ của em thích hợp, phù hợp với những cái triết lý đầu tư của anh chị, thì anh chị có thể về làm khách hàng của em, ủng hộ em, và bằng cách là tham gia mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, gắn ID của em và giao dịch ở đó chị. Và nếu như chị quen giao dịch ở những công ty khác thì anh chị có thể tham gia vào hình thức dung thu phí của em. Và sắp tới em sẽ mở cái khóa học về đào tạo kiến thức chứng khoán, bởi trong hiện tại có nhiều anh chị thu lỗ quá thì em sẽ thông báo cho anh chị, và rất mong cái sự ủng hộ của anh chị trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã nghe video của em tới điểm hiện tại. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Cảm ơn anh chị.